Vừa qua tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế, 200 doanh nghiệp đã tham dự triển lãm quốc tế lần thứ 3 về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam VIM Expo 2022. Triển lãm quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam VIM Expo 2022 với chủ đề Kết nối để phát triển đã được các tổ chức uy tín, các doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo trong nước và quốc tế đánh giá là môi trường thuận lợi để giúp các doanh nghiệp trực tiếp kết nối, tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới, tiếp cận đối tác, mở rộng thị trường, đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra hội thảo chuyên ngành với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số hướng tới mô hình sản xuất thông minh. Tại đây, các chuyên gia đã phân tích các cơ hội cho ngành sản xuất Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời tham luận về khả năng phát triển năng lực cho các nhà cung cấp trong nước. Tại lễ khai mạc, đại diện Bộ Công Thương cho biết triển lãm VIM Expo có ý nghĩa quan trọng trong vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo, từ đó góp phần cụ thể hóa, hiện thực hóa mong muốn và chủ trương của Đảng, Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng một nền công nghiệp quốc gia vững mạnh trên cơ sở phát triển hệ thống doanh nghiệp công nghiệp lớn mạnh cả về lượng và chất.